hai con nó vô chụp bốn con luôn. À, tết trồng hổm nhom con mà. Đây cái con nhiều. Cái nhỏ nhỏ. Đi nó nghỉ bữa nay nhà mà. Giờ làm cùng bà tiên luôn. Làm con 4-5 kg cũng sướng. Em biết cũng đúng mà. Tại vì nó để cái đó là giảm 80%. Để nó mẻ mà chủ mày gặp nét chứ. Rồi. Cái rồi cái giàu nó cũng nói nữa. Nói đâu anh đi thử rồi bữa nào em đi. Cái rồi lỡ đi thấy còn. Bàn tay lên khóe môi. Đúng rồi. Gì? Đúng. Chị Trung Quốc. Mà nói rồi. Tao không biết nữa. Thôi đợi chờ đi. Rửa, bỏ lệnh. Được. Tranh thủ sao đâu bánh nữa mà. Lên chơi mèo đi. Chơi ném banh lùm lum. Phái chơi đó, phái gặp nhau chơi. Chơi nhau còn mét.